đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất. Indonesia chi tiền khủng mời tuyển Đức đá trận giao hữu. Học viện Paracel chính thức tuyển học viên. Thủy Trang cân nhắc sang Bồ Đào Nha chơi bóng với Huỳnh Như. Liên tục đá chính, cầu thủ U23 Việt Nam khẳng định vị trí tại Cộng hòa Séc. Indonesia chi tiền khủng mời tuyển Đức đá giao hữu. Đội bóng xứ vạn đảo dự kiến sẽ chi ra khoảng 16 triệu đô la, khoảng 380 tỷ đồng để mời nhà cựu vô địch World Cup đá giao hữu. Mới đây thì ủy viên PSSI Arya Sinulinga tiết lộ, Indo đang lên kế hoạch mời đội tuyển Đức đá giao hữu trong dịp FIFA Day tháng 10. Đội tuyển xứ vạn đảo dự kiến sẽ chi ra khoảng 16 triệu đô la để mời nhà cựu vô địch World Cup đá giao hữu. Trong dịp FIFA Day tháng 6 vừa qua, Indo đã chơi lớn khi bỏ ra số tiền lên đến 380 tỷ đồng để được so tài với nhà đương kim vô địch World Cup tuyển Argentina. Dẫu vậy, ở trận đấu này ngôi sao lớn nhất của đội bóng Nam Mỹ là Messi vắng mặt vì lý do cá nhân khiến cho người hâm mộ Messi chưa thực sự thỏa mãn. Đội tuyển Indonesia sẽ bắt đầu chiến dịch tại vòng loại World Cup 2026 bằng hai trận play-off với Brunei vào tháng 10 tới. Trước một đối thủ dưới cờ, nhiều khả năng thầy trò huấn luyện viên trưởng ông Shin Tae-yong sẽ vượt qua Brunei để vượt vào vòng bảng với các đội là Iraq, Philippines và Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup khu vực châu Á, bắt đầu từ ngày 16 tháng 11 và kéo dài đến ngày 11 tháng 6 năm 2024. Vào đầu năm 2024, Indo tiếp tục chạm trán với đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup, đó là Nhật Bản và Iraq. Truyền thông Indo mới đây cũng đã cho biết nhiều khả năng liên đoàn bóng đá Indo sẽ gia hạn hợp đồng với In Shin Tae-yong đến hết vòng loại thứ hai World Cup khu vực châu Á. Cho tới thời điểm này, tôi chưa có kế hoạch rời Indonesia. Trong các cuộc làm việc với chủ tịch PSSI, Erik Thohin vừa qua, không có nội dung nào liên quan đến chuyện đi hay ở của tôi cả. Tờ Bola dẫn lời khẳng định của ông Shin Tae-yong trước những đồn đoán về tương lai. Ông Shin được PSSI ký hợp đồng từ cuối năm 2019 đến hết tháng 12 năm 2023. Những kết quả thi đấu không đạt kỳ vọng tại các giải đấu lớn như vòng loại World Cup, hai kỳ Arab Cup, SEA Games 31 khiến cho dư luận Indonesia cho rằng nhà cầm quân người Hàn Quốc khó được gia hạn hợp đồng. Học viện Park Hang-seo chính thức tuyển học viên. Học viện đồng bóng đá Park Hang-seo chính thức thông báo tuyển sinh trên địa bàn Hà Nội. Chia tay đội tuyển Việt Nam sau 5 năm gắn bó đầy vinh quang, huấn luyện viên Park giờ đây dành tâm huyết cho bóng đá trẻ Việt Nam. Sau thời gian ấp ủ, học viện bóng đá của thầy Park tại Việt Nam vừa chính thức đi vào hoạt động. Mới đây thì trung tâm này đã thông báo tuyển sinh trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể, trang mạng xã hội chính thức của Học viện bóng đá Park Hang-seo đã thông báo hai địa điểm tuyển sinh, gồm sân 1 tại 55 Trương Công Giai, Cầu Giấy, Hà Nội và sân 2 tại số 48 ngõ 52 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội. Học viện bóng đá Park Hang-seo trước mắt sẽ tuyển sinh học viên từ 5 đến 15 tuổi, tương ứng với các lớp học bóng đá từ U7 đến U15. Thầy Park đã mời hai chuyên gia đào tạo bóng đá trẻ Hàn Quốc là huấn luyện viên Kim Jong-kook và huấn luyện viên Shin Jong-jung phụ trách hướng dẫn đào tạo tại học viện mang tên mình. Thời gian qua, thầy Park đã nhận được hai lời đề nghị rất hấp dẫn kèm theo với đó là mức lương cao từ Indo. Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã mời huấn luyện viên Park dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này với mức lương 1,5 triệu đô la một năm. Sau đó, huấn luyện viên người Hàn nhận được một lời đề nghị khác từ đội bóng hàng đầu Indo là Persib Bandung với mức lương 965.000 đô la mỗi năm, tương đương với 22,8 tỷ đồng. Thế nhưng, thầy Park khẳng định muốn làm công tác đào tạo trẻ thay vì dẫn dắt một câu lạc bộ. Trong thời kỳ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, thầy Park Hang-seo có nhiều duyên nợ với bóng đá Indonesia. Sau 9 lần so tài giữa hai nền bóng đá, ông Park Hang-seo đều bất bại. Trong đó ở cấp độ đội tuyển quốc gia, tuyển Việt Nam dưới thời thầy Park đã thắng 3 hòa 2 trước bóng đá xứ vạn đảo. Thủy Trang cân nhắc sang Bồ Đào Nha chơi bóng với Huỳnh Như. Đội tuyển nữ Việt Nam đã trở về sau cuộc chơi ở vòng chung kết World Cup và nhiều khả năng tiền vệ Thủy Trang sẽ khoác áo câu lạc bộ Lens cùng với tiền đạo Huỳnh Như. 8 cầu thủ và trợ lý lên tuyển nữ Việt Nam đã trở về thành phố Hồ Chí Minh trưa ngày 3 tháng 8, trong khi Huỳnh Như đáp chuyến bay cùng những người đồng đội khác đến sân bay Nội Bài. Đội trưởng Huỳnh Như tiết lộ mình tiếp tục trở lại Lan FC, đồng thời Thủy Trang chờ quyết định cuối cùng để theo chân đồng nghiệp xuất ngoại chơi bóng. Sau thời gian đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại Hà Nội để chuẩn bị cho World Cup, người đại diện của Huỳnh Như đã ngỏ lời mời từ câu lạc bộ Lan với Thủy Trang vì đội bóng châu Âu này ấn tượng với lối chơi và nền tảng thể lực hiếm có của tiền vệ thành phố Hồ Chí Minh. Thủy Trang tiết lộ về lời mời của Lan FC. Dù là quyết định cuối cùng của Trang như thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là vinh dự lớn nhất cuộc đời. Trang sẽ luôn trân trọng và cảm ơn vì những tôn trọng niềm tin mà họ dành cho Trang. Đáng chú ý là trong 3 trận đấu của tuyển nữ Việt Nam tại New Zealand, vòng bảng World Cup, tiền vệ Thủy Trang không ra sân một phút nào. Bản thân là Bích Thủy, đồng đội của Thủy Trang ở tuyển quốc gia khi nghe tin đã hơi thúc. Đi thôi thần tượng của tôi ơi, Trang hồi đáp. Chờ Bích Thủy đi rồi Trang đi luôn nhé. Thủy hóm hỉnh, không ai mua Bích Thủy cùi bắp đâu. Trang vờ hồn dỗi bạn. Cùi bắp mới Bích Thủy ở tuyển số 1, Thủy Trang không đá một phút nào, chẳng nhẽ người ta mua cầu thủ cùi bắp hơn Bích Thủy à? Theo VFF, nhìn lại 3 trận đấu vòng bảng tại World Cup nữ 2023 trước Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan, tiền đạo Huỳnh Như nói, bản thân tôi khá tiếc nuối ở World Cup nữ 2023 bởi mục tiêu của đội, đó là cố gắng ghi được một bàn thắng, nhưng tôi tự hào trước tinh thần và nỗ lực của toàn đội tại giải đấu lần này.
Mặc dù đội tuyển nữ Việt Nam chưa có bàn thắng, nhưng đây cũng là bước đệm để sau này những cầu thủ trẻ có thêm động lực. Tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực để góp mặt ở World Cup nữ kỳ tới và hy vọng nếu như tham giải đấu kế tiếp, tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi tốt dần lên. Huỳnh Như nói về trận đấu khó khăn của mình và đồng đội ở kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử. Tôi nghĩ đó là trận đấu với Hà Lan, đây thật sự là đội bóng rất mạnh. Họ sở hữu lối chơi nhanh, hiện đại. Ngoài ra, trận đấu mà tôi tiếc chính là khi gặp Bồ Đào Nha. Đội đã rất mong có được một bàn thắng lịch sử ở trận đấu này, nhưng may mắn không đứng về phía chúng tôi. Khi bước ra sân đấu lớn như World Cup, chúng tôi mới biết mình đang ở đâu và cần cải thiện điều gì. Việt Nam sẽ có cơ hội xuất ngoại để được thi đấu ở những giải đấu tiên tiến trên thế giới. Đó cũng là cách để chúng ta có thể tiếp cận nhanh với bóng đá nữ thế giới. Liên tục đá chính, cầu thủ U23 Việt Nam khẳng định vị trí tại Cộng hòa Séc. Andrea Nguyễn An Khánh đang tiếp tục những bước phát triển sự nghiệp tại Cộng hòa Séc. Sau mùa giải 2022-2023 thành công, Andrea Nguyễn An Khánh tiếp tục gắn bó với đội U19 SK Sigma Olomouc tại mùa giải 2023-2024. Trong lượt trận đấu tập huấn trước thêm mùa giải, mặc dù gặp những sự cạnh tranh từ các đồng đội cũng đầy tiềm năng, tiền vệ 18 tuổi vẫn khẳng định được vị trí trên hàng tấn công. Ở trận đấu gần nhất gặp U19 MSK Zilima, Andrea Nguyễn An Khánh có tên trong đội hình xuất phát và thi đấu 85 phút. Nỗ lực của anh giúp đội nhà giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Hướng tới mùa giải mới, U19 SK Sigma Olomouc đặt mục tiêu giữ vững vị trí trong nhóm các đội xuất sắc nhất giải U19 Cộng hòa Séc. Huấn luyện viên Jan Krajcovic bày tỏ quyết tâm. Chúng tôi đã vượt qua những đội bóng hàng đầu Áo và Séc ở loạt trận đấu giao hữu. Tôi hy vọng là các cầu thủ có thể duy trì phong độ khi bước vào mùa giải. Các đội bóng khác cũng đang tiến bộ nhanh chóng. Chính vì vậy, chúng tôi cần khởi đầu mùa giải thật tốt. Lối chơi tấn công vẫn là chủ đạo trong kế hoạch của huấn luyện viên Jan Krajcovic. Trong lối chơi này, một nhân tố sở hữu kỹ thuật và khả năng sáng tạo như Andre Nguyễn An Khánh có thể tỏa sáng. Vào ngày 4 tháng 8, U19 Sigma Olomouc bắt đầu mùa giải bằng trận đấu gặp Dukla Praha. Đây là cuộc đọ sức mà thầy trò huấn luyện viên Jan Krajcovic tự tin vào một chiến thắng. Hồi tháng 6 vừa qua, Andre Nguyễn An Khánh từng được huấn luyện viên Chelsea triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam. Chuyến trở về Việt Nam mang tới nhiều trải nghiệm thú vị cho tiền vệ 18 tuổi. Ban huấn luyện Việt Nam hy vọng Andrea Nguyễn An Khánh sẽ góp mặt trong những đợt tập trung sắp tới thuộc FIFA đây, thời điểm mà các câu lạc bộ có nghĩa vụ phải nhả quân cho đội tuyển để có thêm thời gian hòa nhập và sẵn sàng thử sức ở một số giải đấu.